Ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ban hành quyết định 2665 về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm Bataya Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định phong tỏa tạm thời công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm Bataya Việt Nam, địa chỉ lô 44 khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19, thời gian phong tỏa từ 16 giờ ngày 22 tháng 7 2021 đến khi có thông báo mới.